Trên tuyến đường tránh Huế, nếu như trước đây xe chở quá khổ, quá tải hoạt động mạnh, thì nay tình trạng này giảm rõ rệt. Trước đó, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã tổ chức cho hơn 60 doanh nghiệp vận tải cùng hàng trăm lái xe ký cam kết chấp hành các quy định pháp luật về giao thông đường bộ, đồng thời yêu cầu các chủ doanh nghiệp tự giác tháo dỡ thùng xe tải cơi nới đúng với hồ sơ giấy tờ đăng kiểm theo quy định của pháp luật. Từ khi có công văn và chỉ định của cơ quan chức năng thì bên mình cho tiến hành cắt dỡ các chiếc xe có phần cơi nới, thì hiện nay mình cũng cắt được 40% rồi. Do hiện nay cái lượng xe cắt nhiều so với gara thì mình cắt từ từ và là cắt liên tục. Mình có gần 10 chiếc thì giờ cắt được 7 chiếc rồi. Để thực hiện nghiêm túc hiệu quả đợt cao điểm này, trong một tuần qua, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã lập các kế hoạch chi tiết phù hợp với từng địa bàn quản lý để xử lý triệt để hành vi vi phạm nói trên. Yêu cầu đặt ra là xử lý quyết liệt, không có vùng cấm, không chỉ xử lý vào ban ngày mà sẽ bố trí thêm các tổ công tác xử lý ban đêm khép kín địa bàn. Và trong quá trình tuần tra, kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã phát hiện xử lý nhiều trường hợp sai phạm. Các trường hợp vi phạm đều phải tiến hành cắt bỏ ngay thành thùng xe cơi nới. Quá trình hạ tải phải bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, an toàn giao thông dưới sự giám sát của cảnh sát giao thông. Khi hạ tải xong, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ trực tiếp đo thùng tải theo đúng kích thước trong sổ đăng kiểm mới bàn giao phương tiện cho đơn vị vận hành. Thời gian qua lực lượng là xử lý cũng rất cương quyết, nhưng mà do cái tình trạng là xử lý nhưng mà là rồi thì có một là cho chủ phương tiện là cam đoan từ về tháo dỡ, một số trường hợp thì là đưa về trụ sở để mà tháo dỡ, rồi một số có thể là chủ phương tiện doanh nghiệp là tự giác tháo dỡ. Nhưng mà đồng hành ở bên cạnh đó thì thời gian qua là cũng có một số là chủ doanh nghiệp, chủ phương tiện là ý thức về chấp hành pháp luật về vận tải chưa cao và là chưa tự giác tháo dỡ, cho nên cái tình trạng đó vẫn còn tồn tại. Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy Ban Giám đốc, toàn bộ lực lượng cảnh sát giao thông của phòng nói riêng và công an toàn tỉnh nói chung đã là quán triệt và ra quân đồng loạt và là làm từ cơ sở và là từ các cái chủ doanh nghiệp, từ các mỏ đất, các cái chủ khai thác khoáng sản, mỏ đá, rồi là đến các cái hộ kinh doanh, hộ vận tải, rồi là các cái phương tiện chạy trên đường, thì là chúng tôi là tiến hành đồng loạt ra quân và làm cương quyết là tất cả các trường hợp là chủ doanh nghiệp từ cam đoan, cam kết và là từ khắc phục, rồi là các trường hợp mà không tự giác mà vẫn cho phương tiện hoạt động trên đường thì là lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn tỉnh là cương quyết kiểm tra xử lý và vừa lập biên bản vừa là áp dụng các cái chế tài và là khắc phục tại chỗ, chứ không cho cam đoan, cam kết là đưa về để từ khắc phục nữa. Ngoài ra, để xử lý dứt điểm đối với xe tải chở quá khổ, quá tải cơi nới thành thùng, bên cạnh công tác tuần tra, xử lý, Phòng Cảnh sát Giao thông đã gặp gỡ đề nghị các đầu bến, bãi, mỏ trên địa bàn ký cam kết không để cho xe chở quá tải, cũng như từ chối cung cấp cho các phương tiện cơi nới thành thùng để đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Phương tiện mà xe vô lại ở mỏ thì thực sự bên chỗ tụi em cũng không phải là chuyên ngành về cái tải trọng xe lắm. Như lúc có những xe tụi em biết, những xe là không biết, còn hầu như đa số vô mỏ, xe vô mỏ thì cũng không, xe không cơi nới. Hiện nay là cơ bản trên toàn tỉnh là cái xe mà cơi nới từ ý cải tạo là thay đổi thiết kế là đã được chấm dứt triệt để. Hiện tại là không hoạt động trên đường, nhưng mà vẫn còn là đang còn đợi ở các gara để mà cắt và là cải tạo lại cho đúng cái thiết kế của xe để chạy, vì cái lượng xe lâu nay là từ cải tạo là nhiều và bây giờ lực lượng ra quân đồng loạt và là cùng với là chính quyền địa phương cơ sở là quản lý tại các cái hộ kinh doanh cá thể và là cùng với công tác tuyên truyền của là các lực lượng chức năng, rồi là của lực lượng cảnh giao thông, là hiện tại là cơ bản người dân đã ý thức được cái việc là từ giác để mà tháo dỡ chứ không đưa xe ra tham gia giao thông trên đường. Do đó là hiện tại là sau khi mà người dân, ý thức của người dân đã được nâng lên và là tình trạng chở quá chiều cao rồi tự ý cơi nới cải tạo thành thùng đã chấm dứt triệt để, thì lực lượng cảnh giao thông vẫn duy trì kiểm tra xử lý để mà duy trì cái tính ổn định lâu dài, không để tái diễn.
Trong thời gian tới, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh sẽ tiếp tục tập trung tuyên truyền, phổ biến các quy định về tải trọng xe, kích thước thùng chở hàng tới lái xe, chủ xe, doanh nghiệp vận tải, đồng thời kiểm tra xử lý triệt để hành vi vi phạm, đảm bảo tất cả các phương tiện vận tải phải chở hàng theo đúng tải trọng quy định.